ở Việt Nam, khoảng 60.000 người chết mỗi năm có liên quan đến ô nhiễm không khí theo số liệu của Tổ chức Y tế Thế giới WHO. Đeo khẩu trang là phương pháp bảo vệ sức khỏe bản thân trước những yếu tố gây dị ứng theo mùa hay các bệnh lây qua đường hô hấp khác như lao phổi. Cúm, bệnh hô hấp ở trẻ do AVS gây ra, các loại khẩu trang vải thông thường chỉ dừng lại ở công năng ngăn chặn bụi và vi khuẩn với các công nghệ thấp. Kém hiệu quả và ít được xác nhận. Genmask là sản phẩm của Vigi Healthcare với vải may nhập khẩu đã được nhiều nước sử dụng để may khẩu trang hoặc đồ bệnh viện trên toàn thế giới. Do đó, Genmask có thể được sử dụng rộng rãi trên toàn thế giới, đặc biệt ở các quốc gia có số ca lây nhiễm trong cộng đồng cao. Ba lý do khiến bạn nên chọn mua GENMASK, lá chắn xanh và tiết kiệm, công nghệ diệt vi khuẩn và virus của Genmask duy trì hiệu quả tới 150 lần giặt giúp bảo vệ người dùng trước các tác nhân gây bệnh, giảm thiểu rác thải, tiết kiệm chi phí mua khẩu trang. Tính năng bảo vệ hàng đầu, Genmask sử dụng vải thông minh công nghệ cao được chứng minh có khả năng vô hiệu hóa vi khuẩn. Virus, đặc biệt là coronavirus COVID-19. Kết quả kiểm định theo tiêu chuẩn ISO 18184 tại CTU Biosensis cho thấy 93. 2% virus bám dính trên bề mặt khẩu trang sẽ bị tiêu diệt trong vòng 5 phút và con số này là trên 99. 99% trong vòng 1 giờ, City Biosensis là phòng thí nghiệm đạt tiêu chuẩn A2LA ISO 17025 tại Hoa Kỳ. Thông thoáng, dễ thở, vải thông minh mang đến sự thoải mái cho người sử dụng. Loại vật liệu này có khả năng tự thay đổi theo nhiệt độ môi trường để giữ ấm vào mùa đông và làm mát vào mùa hè trở lực thở của Genmax chỉ ở mức 26 pascal trên cm vuông cho độ thông thoáng cao, bài viết ngày hôm nay mình sẽ cung cấp cho bạn nhiều thông tin về khẩu trang Genmax. Cụ thể bạn sẽ biết được thông tin quan trọng như khẩu trang Genmax giá bao nhiêu tiền? Khẩu trang Genmax mua ở đâu? Xem hết video này để rõ hơn nhé. Đừng quên bấm like, share hoặc comment nếu bạn thấy video này hữu ích, khẩu trang Genmax giá bao nhiêu tiền? thời điểm mới tung ra thị trường khẩu trang Genmask có giá lên tới 200.000 đồng. Nhưng bạn đừng lo lắng. Trong tháng này đang có ưu đãi giảm giá chỉ còn 180.000 đồng. So với hiệu quả mà nó mang lại thì với giá này không hề đắt một chút nào. Mọi thông tin thêm về sản phẩm các bạn nên xem trực tiếp tại website chính thức để biết thêm chi tiết. Mỗi sản phẩm đều có mã vạch để chống hàng giả, hàng nhái. Khi khách hàng sử dụng và trách mã vạch sẽ hiển thị ra hình ảnh của sản phẩm. Một điểm cộng nữa cho website này là các nhân viên tư vấn rất giàu chuyên môn, dễ thương, quan tâm đến người mua hàng. Sau khi đặt hàng xong, bạn sẽ được giao hàng tận nơi và thanh toán khi đã nhận hàng. Việc có thể mua hàng trực tuyến sẽ giúp chúng ta tiết kiệm được rất nhiều thời gian, công sức. Khẩu trang Genmas mua ở đâu? Bạn nên đặt mua khẩu trang Genmas trực tiếp từ website nhà sản xuất. Đặt mua từ website nhà sản xuất bạn sẽ được hưởng các chương trình ưu đãi quà tặng kèm cũng như là được giảm giá và đảm bảo mua được sản phẩm chính hãng đảm bảo chất lượng. Các bước mua sản phẩm như sau, click đường dẫn liên kết bên dưới mô tả của video này để chuyển sang website nhà sản xuất. Để lại thông tin liên hệ, chuyên gia bên nhà sản xuất sẽ gọi lại ngay cho bạn để tư vấn chi tiết về sản phẩm khẩu trang Genmas. Sau khi tư vấn xong nếu bạn thấy sản phẩm phù hợp thì xác nhận đặt hàng. Bạn chỉ phải thanh toán sau khi nhận được hàng tại nhà. Nếu vẫn còn những thắc mắc về sản phẩm, đừng do dự hãy truy cập website nhà sản xuất và để lại tên và số điện thoại liên hệ. Nhân viên tư vấn sẽ trao đổi giúp bạn giải đáp mọi thắc mắc về sản phẩm. Lưu ý, hiện nay trên thị trường có rất nhiều sản phẩm làm giả kém chất lượng, không đạt được hiệu quả thực sự như hàng chính hãng. Để có thể mua được khẩu trang Genmask chính hãng tránh những sản phẩm giả mạo trôi nổi trên thị trường, mình khuyên các bạn hãy đặt mua qua website chính thức của khẩu trang Genmas để có thể yên tâm nhất về chất lượng sản phẩm cũng như giá cả đã được niêm yết.